Ban bảo trợ xin mời ông sẽ cùng trở lên với tình cảm, lời cảm ơn tới các bà các mẹ trong câu lạc bộ Hội Người Cao Tuổi thôn Lập Ấp. Và quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, mà trong chương trình đêm nay còn rất nhiều những tiết mục đặc sắc hơn nữa được gửi tới toàn thể quý vị, và xin mời quý vị tiếp tục ở lại để cùng chào đón với những tiết mục rất là tuyệt vời đêm nay. Và để cùng chúc mừng cho các cháu đoàn viên thanh niên thiếu niên nhi đồng của thôn Lập Ấp. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ cùng đến với một làn điệu chèo về với quê em và phần thể hiện của các cháu thiếu niên nhi đồng của thôn Lập Ấp. Một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt để chào đón cũng như chúc mừng được không ạ? Lời hát đi.
một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, rất tuyệt vời, xin được cảm ơn các cháu rất nhiều với một đàn điệu. Xin được cảm ơn các cháu rất nhiều với tiết mục vũ rất là tuyệt vời đến nay. Và xin được trân trọng kính mời các cháu sẽ cùng giữ nguyên đội hình để đón nhận tình cảm của ông Hoàng Thế Nhàn, trưởng thôn, với tình cảm bó hoa tươi thắm. Một tràng pháo tay thật lớn cho công nhân ạ. Và sau tình cảm bó hoa tươi thắm của ông Hoàng Thế Nhàn, trưởng thôn, sẽ là món quà của anh Hoàng Sự, vâng là sưởng may Hoàng Sự, với tình cảm dành cho các cháu. Và xin mời các cháu sẽ đứng nguyên ạ. Giữ nguyên vị trí. Vâng ạ. Và với tình cảm của anh Hoàng Sư trở về từ sưởng may Hoàng Sư thì quý vị một tràng pháo tay thật lớn tạo động lực để cảm ơn và chúc mừng chúng ta ạ. Vâng ạ, xin mời. Vâng ạ, thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình cũng như công ty thật nhiều sức khỏe thành công hơn nữa. Và xin được cảm ơn các cháu rất nhiều, chúc cho các cháu thật nhiều sức khỏe, luôn là cháu ngoan, cháu giỏi. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều.
Vâng, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, tình nồng thắm xung quanh bao mái tranh, ngọt ngào hương thơm mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, tình thắm duyên quê là bài hát. Vẽ nên bức chân dung của một bức tranh làng quê mộc mạc, đó là nơi mà mùa thu đã nuôi dưỡng tâm hồn, là ngọn nguồn yêu thương. Đó cũng là tựa đề của tiết mục múa mà các cô chi hội phụ nữ giao lưu cùng các cháu mang tên Ngợi ca quê hương. Vâng, với tiết mục của chi hội phụ nữ thôn Lò Lấp, quý vị một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón được không ạ? Vâng, những chào vỗ tay của quý vị đó ạ. Vâng, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời. Hãy uống nước tăng lực 5 bộ quân chân và 5 bộ quân nhau, tăng cường tỉnh táo, bật tung năng lượng. Cho dù dân đi nơi đâu thì toàn thể chúng ta cũng luôn hướng về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ?
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục của đoàn viên thanh niên thôn Hà Bắc rất nhiều. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các cháu sẽ cùng trở về vị trí. Vâng ạ, các cháu thiếu niên nhi đồng chúng ta sẽ cùng trở về vị trí để đón nhận với phần quà của ban bảo trợ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng các cháu sẽ cùng trở về. Để tiếp tục cho chương trình văn nghệ Trung thu lên Tết Trung thu liên hoan ngày hôm nay. Nay niềm vui của thiếu nhi cũng là niềm tự hào của các bậc ông bà, cha mẹ, mọi người, mọi nhà, ai ai cũng hướng về Tết Trung thu, tạo điều kiện và dành cho thiếu nhi những tình cảm tốt đẹp nhất. Và sau đây xin mời các vị đại biểu cùng nhân dân hướng lên sân khấu thưởng thức tiết mục múa chèo nhớ bác kính yêu của các của đội văn nghệ cao tuổi thôn nhà. Xin trân trọng kính mời. Vâng, quý vị đại biểu khách quý còn toàn thể nhân dân một cháu tay thật lớn và đồng nhiệt để chào đón và tiết mục của mọi người cao tuổi thôn nhà được không ạ? Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Cuộc đời tươi đẹp hạnh phúc là điều bất hạnh.
Đó là một trường hợp thật lớn đấy cô ạ.